Bố con đã mất qua 49 ngày, nhưng trong 7 tuần đó, mẹ con cũng không mời các vãi về nhà để tụng kinh và cúng thất như mọi nhà mà chỉ thắp hương cúng cơm hàng ngày 3 bữa. Đến ngày 49 thì gia đình con có mời thầy cúng về làm lễ và rước ảnh lên ban thờ gia tiên. Xin thầy hoan hỷ cho con biết như vậy bố con có được siêu thoát không ạ? À? Trong tuần thứ 6 con có ngủ mơ thấy con có ngủ mơ được thấy bố con được mạnh khỏe vui vẻ như lúc còn khỏe vì bố con mất sau khi bị bệnh 4 năm. Suốt 49 ngày đó con đã phát nguyện ăn chay 10 ngày chay trong tháng, không sát sinh, cúng giảng tượng Phật, hàng ngày đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và đến chùa nghe thầy giảng pháp và tụng kinh để hồi hướng cho bố con. Như vậy bố con có bị đọa ba đường ác không ạ? À? Giấc mơ của con như vậy có phải bố con đã báo cho con và sắp đến 100 ngày của bố con thì gia đình con nên làm như thế nào để đúng pháp và đơn giản ạ? Thầy hoan hỷ bố thí giảng giải sớm để kịp 100 ngày của bố con. Con xin tri ân công đức thầy. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để giảng pháp cho chúng con. Thì thầy Phật tử này có nói rằng thắc mắc là bố vừa mới mất, đã qua 49 ngày rồi nhưng trong 7 tuần thất thì mẹ không mời các Phật tử đến để tụng kinh thất thất chay tuần cho mà vẫn cúng một ngày 3 bữa cơm ăn gì cũng đấy như thường. Đến ngày bữa thứ 49 thì mẹ gọi ông thầy cúng đến để đưa ảnh bố lên ban thờ gia tiên. Và Phật tử này có hỏi là như vậy thì bố có được siêu thoát không? Thì thầy cũng không dám khẳng định là được siêu thoát hay không. Nhưng mà bạn này có nói là gì? Ở trong tuần thứ 6 thì có mơ thấy bố vẫn mạnh khỏe, vì trước đây thì bố ốm nặng 4 năm mới mất. Nhưng bây giờ thì lại thấy bố ở trong cái tình trạng mạnh khỏe thì đấy là gì? Đấy là cái giấc mơ rất là tốt. Chiều hướng tốt, vì sao mà nói là tốt? Vì suốt 49 ngày đó Phật tử này đã ăn chay 10 ngày chay, tức là 10 ngày ăn chay theo như trong kinh Địa Tạng nói đó, và không sát sinh, cộng thêm cúng giảng tượng Phật, hàng ngày thì đọc kinh Địa Tạng rồi hay đến chùa để nghe giảng pháp, đem công đức ra hồi hướng cho bố, thì như vậy hỏi ra bố có được siêu thoát chưa. Trường hợp này siêu thoát thì thầy không chắc chắn, nhưng đọa ba đường ác thì thầy chắc chắn là không. Vì sao? Vì trong tuần thứ 6 bạn còn mơ thấy bố về rất mạnh khỏe, thì đấy là một cái điểm lành. Như trong kinh Địa Tạng nói là đấy là điểm lành tướng tốt. Để chứng minh rằng là gì? Bố của bạn bây giờ là không bị đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà từ giờ đến 100 ngày thì theo thầy thì bạn nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Và khi tụng kinh Địa Tạng xong hồi hướng cho bố và cũng khuyên bố thì trước khi tụng cũng khuyên bố là nên ở đâu thì nếu mà được siêu thoát rồi thì tốt, mà chưa được siêu thoát thì cùng với con là gì? Nhất tâm để nghe kinh và đọc kinh Địa Tạng cũng như là niệm Phật để cầu trong vòng gì? Thời gian ngắn nhất thì bố có thể cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là được đi thoát hóa đầu thai làm người, hoặc lên cõi trời. Như trong kinh nói đem công đức, tụng kinh Địa Tạng công đức rất lớn, có thể người thân từ ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thoát ba cõi ác, có thể được sinh làm gì? Làm người, hoặc sinh lên trời như là mẹ của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Nhưng mà bạn phải nên gì? Nhất tâm thọ chỉ đọc tụng kinh này để hồi hướng cho gì? Cho bố. Không chỉ 100 ngày mà thậm chí cả 3 năm, thậm chí gì? Cả cuộc đời của mình còn lại đều phát nguyện tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho gì? Cho bố mẹ. Mẹ còn sống thì được bình an, mạnh khỏe. Bố đã thác thì sớm được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh về cõi thiện, thiên giới hoặc nhân gian, có phúc báo, có thọ mạng, có trí tuệ, có công đức, đời sau gặp Phật Pháp và được tu hành dần dần đủ viên mãn công đức, đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Thì đó mới là đứa con hiếu thảo, đó mới là người Phật tử học Phật chân chính nhất.